Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Máy Tốt chúng tôi lắp đặt máy tại Ninh Bình nhé. Đây là máy giãn cạnh tự động 5 chức năng này. Máy đây là chất lượng cắt đầu cuối, phay tinh, boiler, ánh bóng. Đây là máy CNC một đầu, hệ điều hành sang long này, có sẵn tiếng Việt này. Chốt định vị lô tì tự động, gạt phôi. Máy cũ của khách là máy cưa mini này, hút chân không 7,5 kW. Nên mình sẽ bật vận hành máy giãn cạnh chức năng bằng tay này, cắt đầu cuối này, phay tinh này, đánh bóng này, chức năng cạo bon l, nó là cột bon l ấy. Đây là ván này. Máy chạy rất là êm đấy, sản phẩm này. Chi tiết về sản phẩm thì quý vị các bạn liên hệ chúng tôi qua website maytot.com.vn. Xin chân thành cảm ơn.